Chào mọi người, hôm nay hãy cùng Moon tìm hiểu về face map, vị trí nổi mụn trên khuôn mặt của bạn nói lên điều gì trong cơ thể. Khi biết được vị trí mụn và biết được nguyên nhân nào gây ra mụn thì bạn sẽ dễ dàng biết được cách phòng tránh và biết được cách điều trị nó. Thì kinh nghiệm này dựa trên cả trăm khách hàng với rất nhiều kinh nghiệm của bản thân, thì video này chắc chắn sẽ rất hữu ích cho bạn đấy. Hãy cùng nhau tìm hiểu nào. Xin tự giới thiệu lại, mình là Moon, người đã bị mụn 13 năm và đã chữa rất nhiều phương pháp điều trị mụn Tây y, Đông y nhưng không đạt được kết quả khả quan. Cuối cùng đã tìm được phương pháp điều trị mụn là Holistic Therapy. Trong 3 năm qua mình đã điều trị thành công cho rất nhiều khách hàng về mụn, về sẹo. Và đây là những cái feedback sơ sơ về những cái khách hàng mà đã feedback cho mình. Thì chúng ta hãy bắt đầu vào clip nào. Mình đã biết đến bản đồ mụn trên khuôn mặt từ rất là lâu, từ những cái trang web ở Việt Nam và cả nước ngoài. Nhưng mà tuy nhiên mình không biết được nó thật sự là chính xác hay không, hoặc là vận dụng nó như thế nào. Thì rất may là mình đã dựa trên kinh nghiệm của bản thân và rất nhiều người khách hàng và đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm. Và đây là kiến thức chia sẻ thực tế về cách điều trị mụn trên khuôn mặt. Và những cái cây điều trị mụn là mình đều dựa trên những cái nguyên nhân đó và điều trị bằng theo cái cách đó thì đều là có kết quả rất là tốt. Cho nên đây là một clip rất thực tế và hữu ích. Vị trí đầu tiên mình muốn nói tới đó chính là mụn trán. Thì mụn trán á thường sẽ xuất hiện nhiều hơn ở những bé tuổi dậy thì. Và hai cái nguyên nhân tiếp theo mà thường xảy ra ở mụn trán đó chính là bị stress. Bị stress căng thẳng rất dễ gây ra mụn ở trán. Và cái thứ hai đó chính là mụn nấm men, rất là dễ gặp ở mụn trán. Còn thì cách điều trị cũng rất là dễ dàng. Nếu mà bé là tuổi dậy thì cần phải cân uống những cái thuốc nội tiết để giúp cân bằng hormone cái tuổi dậy thì và cần kiêng ăn. Còn nếu như bạn nào stress thì cần phải thiền nhiều hơn và quay về bên trong nhiều hơn để mình giảm được cái stress đó. Còn nếu như mụn nấm men thì cần bạn phải dùng những cái loại thuốc điều trị nấm. Nấm là được gây ra bởi Malassezia chứ không phải là vi khuẩn Propionibacterium như mụn trứng cá thông thường. Vị trí tiếp theo mình muốn nói tới đó chính là mụn ở cằm. Và khi quan sát rất là nhiều thì thường mụn ở cằm nó gây ra bởi nội tiết, bởi cái sự mất cân bằng nội tiết, và nó liên quan đến nội tiết giữa progesterone và estrogen ở người nữ. Ở người nam thì nó không có cái sự thay đổi progesterone và estrogen theo chu kỳ, cho nên là ở người nam ít khi bị nổi mụn cằm hơn là ở người nữ. Thì người nữ khi mà bị mụn cằm nó sẽ liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt và cái sự đau bụng hoặc là đầy hơi trước kỳ kinh thì xảy ra rất là nhiều. Thì cho nên là mụn cằm sẽ liên quan đến nội tiết tố, mất cân bằng giữa progesterone và estrogen trong kỳ kinh, và đồng thời là có thể dư cái nồng độ xenoestrogen làm cho mụn cằm nổi lên rất là nhiều. Thì để điều trị mụn cằm này thực sự cũng khá là dễ thôi. Nếu mà bị nhẹ, các bạn có thể ăn cà rốt sống hàng ngày trong khoảng tầm 1 tháng theo phác đồ của bác sĩ Rapid thì nó sẽ giảm mụn cằm. Còn nếu như mà bị mất cân bằng giữa progesterone và estrogen thì bạn có thể ăn luôn phiên hạt Seed Cycling. Thì mình có nói đến cái vấn đề này ở một cái video clip khác, mình sẽ để lên ở dưới. Và cái thứ ba, nếu mà bạn dư thừa xenoestrogen, bạn có thể hoàn toàn bổ sung đêm để đào thải ra. Thì chỉ tầm 1-2 tháng thì các bạn sẽ giảm cái mụn cằm. Tiếp theo thì mình muốn nói đến cái mụn quai hàm và mụn cổ thì nó sẽ có nguyên nhân gần như giống nhau. Thì đầu tiên đó mình phân tích đó chính là cái mụn nội tiết nha. Mụn quai hàm và cổ đa số là mụn nội tiết. Còn nếu như các bạn bị mụn quai hàm, mụn cổ mà kiểu hơi trắng trắng, mẩn mẩn thì nó sẽ là mụn nấm. Thì cái vấn đề này nó xảy ra ở cái việc là bạn sẽ bị dư thừa xenoestrogen. Và cái nguyên nhân thứ hai đó chính là bạn ăn quá nhiều đường, cho nên là nó sẽ làm tăng cao cái insulin trong cái cơ thể của bạn, thì nó sẽ kích thích gây ra mụn hàm ở những người lớn tầm khoảng 25 tuổi trở lên. Cái nguyên nhân thứ ba đó chính là gan bạn chuyển hóa rất là chậm. Khi mà gan mà chuyển hóa chậm và khó để có thể đào thải ra ngoài thì nó sẽ báo hiệu với các bạn ở hàm và cổ. Ở cái thứ tư thì cái vấn đề này mình mới có một khách hàng bị, đó chính là bị cái vấn đề về ruột rò rỉ. Khi mà ruột nó là một cái vấn đề mà nó có liên quan với nhau á. Khi mà ruột rò rỉ nó sẽ gây ra cái sự chuyển hóa gan chậm, cho nên là nó cũng gây ra mụn quai hàm và cổ. Tuy nhiên về cái vấn đề gan chuyển hóa chậm mà bạn bị ruột rò rỉ, bạn phải chỉnh ở cái vấn đề ruột rò rỉ trước.
về cách điều trị thì chúng ta cần phải điều trị một cách tổng thể, tại vì nếu không loại bỏ tất cả những nguyên nhân thì chúng ta sẽ vẫn bị mụn quai hàm, cho nên là các bạn cần phải đồng thời giảm đường rồi tinh bột tinh chế và bổ sung vitamin A, DIM và L-cysteine. Thì đây là cái routine mà mình đã điều trị cho rất nhiều người và 100% là đã điều trị hết mụn cổ. Còn về vấn đề về mụn má thì thật sự là mình không có dám chắc mụn má nó là bị nguyên nhân từ đâu, tại vì thật sự má là nó là cái phần trung tâm của khuôn mặt, thì tất cả những cái nguyên nhân gây ra mụn đều đa số là nó xảy ra má hết. Có những cái trường hợp mà bị mụn đặc biệt thì mình quan sát và mình tổng hợp được những cái nguyên nhân thì nó dễ thôi, chứ thực sự mụn má thì nó rất là khó. Cho nên nếu mà khi mụn má thì các bạn hãy liên hệ với mình để có thể tham khảo cái chế độ dinh dưỡng của bạn xem là nó như thế nào, để có một cái lời khuyên xác đáng nhất cho bạn. Tiếp theo mình muốn nói đến cái vấn đề về mụn quanh miệng, thì thật sự ít người bị mụn quanh miệng lắm, và đa số mình thấy mụn quanh miệng đều là do ăn đồ nóng hết. Thì cái vấn đề này rất là dễ, bạn chỉ cần ăn bổ sung rau để kiềm hóa cơ thể thì tự động cái mụn quanh miệng nó sẽ giảm thôi. Mụn quanh miệng đa số thì nó là bị mụn mủ, và bị tầm mấy ngày là cái mủ nó vỡ ra là nó sẽ hết. Ok, thì rất cảm ơn các bạn đã xem clip ngày hôm nay. Những cái kiến thức này là dựa trên bản thân mình, và mình đã điều trị cho rất là nhiều khách hàng nên các bạn có thể xem đây là một cái yếu tố tham khảo. Mình không chắc chắn là mình sẽ biết được hết tất cả những cái nguyên nhân gây mụn, vì mụn nó vẫn còn là những cái bí ẩn. Thì đa số là những khách hàng của mình đã chữa trị đều là khoảng 80-90% là điều trị thành công. Có những cái case ca rất là khó, hoặc là họ rất là khó kiêng ăn, hoặc là họ sẽ không có theo sát cái phác đồ của mình đó, thì mình không có thông tin để mình cập nhật lại. Hoặc là có những cái bạn trường hợp rất là khó luôn, có những cái vấn đề về sức khỏe mà thực sự mình hỏi ra mình cũng không biết luôn, thì những cái vấn đề thì đó thì thực sự là bế tắc. Nhưng mà đa số là mình đều điều trị thành công cho các bạn. Thì nếu như các bạn mà có đang gặp vấn đề về mụn mà muốn tư vấn thì các bạn hãy liên hệ với mình qua fanpage Chị Mụn Như Mình Cùng Họ Con Gái Làm Đẹp, để mình có thể biết được cái chế độ dinh dưỡng và có một cái lời khuyên chính xác nhất cho bạn. Hãy like và subscribe kênh YouTube của mình để biết thêm nhiều thông tin về mụn, về sẹo, về chống lão hóa và giảm mỡ bụng nha.